đi bầu cử, bầu trời trong xanh hơn. Hôm nay đi bầu cử, bầu cờ thắm tươi hơn. Hôm nay đi bầu cử trong niềm vui hân hoan. Hôm nay đi bầu cử trong niềm vui dân tràn. Đi bầu, ta đi bầu, cùng mọi người hướng tới tương lai. Ta đi bầu, đi bầu, đưa cho người của nước vào tay. Đi bầu, ta đi bầu. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn tăng cường các biện pháp cấp bách trong tháng cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Chuyên mục chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong tháng cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Tại Việt Nam, từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, dịch COVID-19 xuất hiện diễn biến mới, phức tạp, với nhiều trường hợp bệnh lây nhiễm từ người đã cách ly đủ 14 ngày. Bệnh nhân 2899, người Hà Nam và 2 người Trung Quốc mắc COVID-19. Tính đến 7 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2021, đã phát hiện 28 bệnh nhân dương tính liên quan đến bệnh nhân 2899 tại Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng. Hiện đã điều tra truy vết được trên 690 người tiếp xúc F1, hàng ngàn người tiếp xúc F2 tại nhiều tỉnh thành phố như Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Lào Cai, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa và vẫn đang tiếp tục điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch theo quy định. Tại tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, hệ thống giám sát đã điều tra truy vết được 31 trường hợp F1 và trên 300 F2 liên quan đến các bệnh nhân tại Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Các trường hợp F1 và F2 nêu trên hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19. Các đối tượng nguy cơ vẫn đang được tiếp tục truy vết, điều tra, xét nghiệm, tổ chức cách ly và phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn ghi nhận 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc dịch COVID-19, gọi là F1. Tại xã Anh Sơn, trường hợp anh Lê Văn Tư, sinh năm 1988, nghề nghiệp là lao động tự do, địa chỉ thôn Kiếu, xã Anh Sơn, là F1, đi cùng xe với bệnh nhân dương tính COVID-19 ở Hà Nam. Bệnh nhân 2899 đã truy vết, phân loại được 21 người F2, 168 người F3, thực hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định. Tại phường Nguyên Bình, chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1998, địa chỉ tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình, là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc, đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 lần 1, đã truy vết, phân loại được 32 người F2, 173 người F3, có danh sách kèm theo, thực hiện cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định. Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch và chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả một số nội dung sau. 1. Tăng cường và đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn với phương châm quyết liệt, khẩn trương, không lơ là chủ quan, tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo tại công điện số 541 CDTTG ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19, công điện 570 CDTTG ngày 2 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, công điện số 583 CDBIT ngày 2 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, công văn số 183 CVTU ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh,
công điện số 07 CDUBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 và công điện khẩn số 08 CDUBND ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Công văn số 1697 SITBCD ngày 2 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong tháng cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 2. Rà soát, kiện toàn, tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức giám sát cộng đồng các cấp, thực hiện quyết liệt, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của người dân, nhất là tại những nơi công cộng, tập trung đông người như chợ, siêu thị, nhà hàng, quán ăn, điểm vui chơi, giải trí. Quyết liệt, triệt để xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người, công khai thông tin xử lý các trường hợp vi phạm để răn đe và tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục rà soát, truy vết, phân loại đối tượng nếu phát hiện có các trường hợp là F2 của các trường hợp F1, Lê Văn Tư và Nguyễn Thị Liên nêu trên, báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã, Thường trực Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã và áp dụng ngay biện pháp cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú theo quy định. Đối với các trường hợp là F3 của các trường hợp F1 nêu trên, thì lập danh sách và hướng dẫn đối tượng tự theo dõi sức khỏe của bản thân nếu có biểu hiện bệnh đường hô hấp, sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế công lập gần nhất để khám và tư vấn sức khỏe. 3. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, khẩn trương, nhanh chóng, triệt để rà soát, điều tra, truy vết, xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ với tinh thần, thần tốc, chạy đua với thời gian, triển khai nhanh nhất việc cách ly, quản lý các đối tượng nguy cơ một cách phù hợp, nhằm hạn chế phát sinh thêm nhiều đối tượng F1, F2 khó kiểm soát. Tổ chức rà soát thực hiện tốt quy trình giám sát, theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc đông người tối thiểu 14 ngày đối với người hoàn thành cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời tăng cường việc theo dõi sức khỏe, theo dõi danh sách người tiếp xúc 14 ngày với người hoàn thành cách ly tập trung để nhanh chóng phát hiện, truy vết, khoanh vùng, cách ly xử lý triệt để ổ dịch trong trường hợp người hoàn thành cách ly tập trung mắc bệnh. Yêu cầu tất cả mọi người dân trở về thị xã từ các địa phương khác đều phải khai báo y tế trên tờ khaiyt.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR code, ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. Lãnh đạo địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế của người dân trên địa bàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý. 4. Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch số 130 KHUBND ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thị xã về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đợt 1 năm 2021, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch tiêm chủng đợt 1 năm 2021, trong đó ưu tiên tiêm chủng trước cho cán bộ y tế, người làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y tế, người làm việc tại các khu cách ly, đồng thời sẵn sàng kế hoạch để triển khai tiêm chủng an toàn trong các đợt tiếp theo với số lượng đối tượng tiêm chủng lớn hơn khi có sự phân bổ vaccine từ Bộ Y tế. 5. Đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã khẩn trương kích hoạt, vận hành và tổ chức tốt hoạt động các cơ sở cách ly tập trung, đủ năng lực để thực hiện cách ly các đối tượng nguy cơ trên địa bàn, đồng thời sẵn sàng phương án để mở rộng quy mô cách ly trong trường hợp số người cần cách ly gia tăng đột biến. Chỉ tổ chức cách ly tại cơ sở y tế trong trường hợp đối tượng cách ly có biểu hiện bệnh, cần được theo dõi điều trị, đảm bảo các điều kiện kiểm soát lây nhiễm tại khu cách ly tập trung theo hướng dẫn số 594-HGBCD ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về tổ chức khu vực cách ly y tế tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố phòng chống dịch COVID-19. Công văn số 600-CVBCD ngày 15 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc bố trí cơ cấu tổ chức và hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố. 6. Đề nghị các đơn vị và các xã phường tiếp tục thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo diễn biến tình hình dịch hàng ngày trước 10 giờ về Ủy ban Nhân dân thị xã qua phòng y tế tĩnh gia a@gmail.com để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban Nhân dân thị xã, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã theo quy định,
phổ biến công bố công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các cơ sở y tế tiếp nhận thông tin, tổ giám sát cộng đồng, đảm bảo hoạt động 24/24 giờ để người dân biết và cung cấp thông tin phòng chống dịch bệnh. Trường hợp khẩn cấp, đột xuất, thông tin liên quan đến nhiều xã phường, đề nghị các đơn vị và các xã phường báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã qua các số điện thoại thường trực chống dịch, phòng y tế 0948 730 567, trung tâm y tế thị xã 0912 244 012. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mai Sĩ Lân. Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đi bầu cử, bầu trời trong xanh hơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau. Đơn vị bầu cử số 1, gồm phường Hải Châu, xã Thành Sơn, xã Thành Thủy. 1. Họ và tên Nguyễn Thị Bình, ngày tháng năm sinh, mùng 7 tháng 9 năm 1996, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Trường Giang, huyện Nông Cống, nơi ở hiện nay thôn Hậu Áng, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non, học hàm học vị không, lý luận chính trị không, ngoại ngữ chứng chỉ TOEFL, nghề nghiệp chức vụ viên chức giáo viên, nơi công tác trường mầm non Cát Sơn. 2. Họ và tên Lê Thị Duyên, ngày tháng năm sinh, 11 tháng 8 năm 1989, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, học hàm học vị không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ tiếng Anh bằng C, nghề nghiệp chức vụ công chức chuyên viên phòng kinh tế, nơi công tác Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, ngày vào Đảng mùng 10 tháng 3 năm 2016. 3. Lê Ngọc Hà, ngày tháng năm sinh 20 tháng 9 năm 1970, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Giao thông Vận tải, chuyên ngành cầu đường, học hàm học vị không, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh bằng B, nghề nghiệp chức vụ công chức trưởng phòng nội vụ, nơi công tác Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, ngày vào Đảng 14 tháng 11 năm 2001, là đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021. 4. Họ và tên Mai Sĩ Lân, ngày tháng năm sinh, mùng 5 tháng 10 năm 1975, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, tôn giáo không, dân tộc Kinh, quê quán phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay phường Nguyệt Bình, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cử nhân chính trị học, chuyên ngành công tác tư tưởng. Học hàm học vị, thạc sĩ, chính trị học, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh B1 châu Âu. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ngày vào Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1997. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tĩnh Gia, nhiệm kỳ 2011-2016, thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021. Năm, họ và tên Nguyễn Thị Nga, ngày tháng năm sinh, 15 tháng 8 năm 1983, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, Học viện Hành chính Quốc gia chuyên ngành hành chính học. Học hàm học vị Không, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh bằng B, nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn. Ngày vào Đảng, 15 tháng 8 năm 2008. 6. Họ và tên Hoàng Văn Quốc, ngày tháng năm sinh 12 tháng 6 năm 1966, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay phường Hải An, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 10 trên 10 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Kỹ sư Nông học chuyên ngành trồng trọt. Học hàm học vị Không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ Không. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, Đảng ủy xã Thanh Sơn. Ngày vào Đảng, mùng 8 tháng 8 năm 1990, là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Hải An, nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian từ năm 2016 đến tháng 7 năm 2017. 7. Họ và tên Lê Quang Trí, ngày tháng năm sinh, mùng 7 tháng 5 năm 1973. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Thành Sơn, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Thành Sơn, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ Đại học chuyên ngành hành chính học. Học hàm học vị Không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ Không. Nghề nghiệp chức vụ cán bộ, chủ tịch hội nông dân xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, hội nông dân xã Thanh Sơn. Ngày vào Đảng, 19 tháng 5 năm 1999, là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thanh Sơn, các nhiệm kỳ 2005-2011, 2011-2016, 2016-2021. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã trong danh sách này là 7 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là 4 người. Đơn vị bầu cử số 2 gồm phường Hải Ninh, phường Hải An, phường Tân Dân. 1. Họ và tên Trịnh Văn Sang, ngày tháng năm sinh 20 tháng 11 năm 1978. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Định Tân, huyện Yên Định. Nơi ở hiện nay N2324K1, Bắc Đại lộ Lê Lợi, phố Bình Minh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Trình độ, giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội, học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B1, nghề nghiệp chức vụ, công an, trưởng công an thị xã Nghi Sơn, nơi công tác, công an thị xã Nghi Sơn. Ngày vào Đảng, mùng 3 tháng 3 năm 2001, là đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021. 2. Họ và tên Lã Thanh Hà, ngày tháng năm sinh, 12 tháng 10 năm 1984, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nơi ở hiện nay, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Trình độ, giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ
đại học, chuyên ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước. Học hàm học vị, thạc sĩ, lý luận chính trị, không, ngoại ngữ, tiếng Anh. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, chuyên viên phòng quản lý đô thị. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng, 25 tháng 9 năm 2015. 3. Họ và tên, Dương Thị Hằng. Ngày tháng năm sinh, mùng 8 tháng 9 năm 1983. Giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Quê quán, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Nơi ở hiện nay, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành xã hội học, cử nhân luật, văn bằng 2. Học hàm học vị, không. Lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh B. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, trưởng phòng văn hóa thông tin. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng, mùng 7 tháng 1 năm 2010. 4. Họ và tên, Lê Ngọc Hòa. Ngày tháng năm sinh, 15 tháng 8 năm 1991. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Quê quán, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn. Nơi ở hiện nay, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12 trên 12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ, không. Học hàm, học vị, không. Lý luận chính trị, trung cấp. Ngoại ngữ, không. Nghề nghiệp chức vụ, trồng trọt, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Hải Ninh. Nơi công tác, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Hải Ninh. Ngày vào đảng, mùng 4 tháng 3 năm 2014. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, phường Hải Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. 5. Họ và tên, Mai Văn Phong. Ngày tháng năm sinh, mùng 2 tháng 3 năm 1987. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Quê quán, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương. Nơi ở hiện nay, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ. Đại học Cảnh sát, chuyên ngành Cảnh sát hình sự. Học hàm học vị, không. Lý luận chính trị, trung cấp. Ngoại ngữ, tiếng Anh B1. Nghề nghiệp chức vụ, công an, đội phó, đội điều tra tổng hợp. Nơi công tác, công an thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng, 16 tháng 7 năm 2012. 6. Họ và tên, Lê Đình Phương. Ngày tháng năm sinh, 28 tháng 6 năm 1972. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Quê quán, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn. Nơi ở hiện nay, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12 trên 12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành luật kinh tế. Học hàm học vị, không. Lý luận chính trị, trung cấp. Ngoại ngữ, không. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân phường Hải Ninh. Ngày vào đảng, 17 tháng 1 năm 1999. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hải Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016. Phường Hải Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021. 7. Họ và tên, Trần Văn Quyền, Đại Đức Thích Tâm Hiện. Ngày tháng năm sinh, 20 tháng 12 năm 1981. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo, Phật giáo. Quê quán, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nơi ở hiện nay, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12 trên 12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học, cử nhân chuyên ngành Phật học. Học hàm học vị, không. Lý luận chính trị, sơ cấp, ngoại ngữ, không. Nghề nghiệp chức vụ, tu sĩ Phật giáo, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng, mùng 6 tháng 8 năm 2016. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tĩnh Gia, nhiệm kỳ 2011-2016, thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã trong danh sách này là 7 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là 4 người. Đơn vị bầu cử số 3 gồm xã Ngọc Lĩnh, xã Anh Sơn và xã Các Sơn. 1. Họ và tên, Trương Bá Xuyên. Ngày tháng năm sinh, mùng 10 tháng 1 năm 1969. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam,
dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, học hàm học vị thạc sĩ kinh tế ngành quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B1 châu Âu, nghề nghiệp chức vụ cán bộ công chức phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, thủ trưởng cơ quan thị ủy Nghi Sơn, nơi công tác thị ủy Nghi Sơn. Ngày vào đảng 29 tháng 12 năm 1997, là đại biểu hội đồng nhân dân huyện Tĩnh Gia nhiệm kỳ 2011-2016, thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. 2. Họ và tên Trương Thị Hạnh, ngày tháng năm sinh, mùng 10 tháng 3 năm 1983, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ trung cấp dược, học hàm học vị Không, lý luận chính trị Không, ngoại ngữ Không, nghề nghiệp chức vụ trồng trọt bí thư chi bộ thôn Kiếu, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn, nơi công tác xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng mùng 8 tháng 3 năm 2009. 3. Họ và tên Lê Như Hùng, ngày tháng năm sinh 19 tháng 5 năm 1976, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12 bổ túc, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành kỹ sư nông học, học hàm học vị Không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ Không, nghề nghiệp chức vụ cán bộ công chức bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn, nơi công tác đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Anh Sơn. Ngày vào đảng 21 tháng 9 năm 1994, là đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, xã Anh Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. 4. Họ và tên Nguyễn Thị Quý, ngày tháng năm sinh 28 tháng 8 năm 1987, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành sư phạm mầm non, học hàm học vị Không, lý luận chính trị Không, ngoại ngữ tiếng Anh bằng B, nghề nghiệp chức vụ viên chức giáo viên, nơi công tác trường mầm non Ngọc Lĩnh. Ngày vào đảng mùng 8 tháng 1 năm 2017. 5. Họ và tên Đỗ Thị Thùy, ngày tháng năm sinh mùng 5 tháng 3 năm 1987, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành sư phạm mầm non, học hàm học vị Không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ TOEFL, nghề nghiệp chức vụ giáo viên phó hiệu trưởng, nơi công tác trường mầm non Cát Sơn. Ngày vào đảng mùng 5 tháng 10 năm 2008. 6. Họ và tên Nguyễn Xuân Tĩnh, ngày tháng năm sinh 19 tháng 5 năm 1973, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành kỹ sư trồng trọt, học hàm học vị Không, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh bằng A, nghề nghiệp chức vụ cán bộ phó chủ tịch hội nông dân thị xã Nghi Sơn, nơi công tác hội nông dân thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng 30 tháng 3 năm 2000. 7. Họ và tên Tống Văn Tuấn, ngày tháng năm sinh 20 tháng 10 năm 1978, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn,
nơi ở hiện nay, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông, 12/12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành giáo dục thể chất, cử nhân luật, văn bằng 2. Học hàm học vị 0. Lý luận chính trị, trung cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh bằng B. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, chuyên viên phòng văn hóa thông tin. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng, 19 tháng 5 năm 2006. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã trong danh sách này là 7 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là 4 người. Đơn vị bầu cử số 4 gồm phường Hải Lĩnh, phường Ninh Hải, xã Định Hải. 1. Họ và tên Mai Sĩ Bình, ngày tháng năm sinh 20 tháng 10 năm 1972, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành quản lý văn hóa, học hàm học vị, thạc sĩ, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh B. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, chánh văn phòng thị ủy Nghi Sơn, nơi công tác, thị ủy Nghi Sơn. Ngày vào đảng, 14 tháng 1 năm 1996. 2. Họ và tên Trần Thế Hải, ngày tháng năm sinh, mùng 7 tháng 5 năm 1993, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông, 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, học viện thanh thiếu niên, chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, học hàm học vị 0, lý luận chính trị, trung cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh B. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân xã Định Hải. Ngày vào đảng, 17 tháng 12 năm 2018. 3. Họ và tên, Lương Thị Hằng. Ngày tháng năm sinh, mùng 4 tháng 10 năm 1984. Giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn. Nơi ở hiện nay, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông, 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ 0, học hàm học vị 0, lý luận chính trị 0, ngoại ngữ 0, nghề nghiệp chức vụ, kinh doanh hải sản, nơi công tác, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn. 4. Họ và tên, Phạm Văn Nhiệm, ngày tháng năm sinh, 23 tháng 10 năm 1974, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn. Nơi ở hiện nay, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông, 12/12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành kỹ sư, quản lý đất đai. Học hàm học vị, thạc sĩ kinh tế, nông nghiệp. Lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh B. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng 29 tháng 7 năm 1999, đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021. 5. Họ và tên Nguyễn Thị Phương, ngày tháng năm sinh, 30 tháng 4 năm 1994, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo, công giáo, quê quán, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ 0, học hàm học vị 0, lý luận chính trị 0, ngoại ngữ 0, nghề nghiệp chức vụ, kinh doanh hàng may mặc, bí thư chi đoàn thanh niên tổ dân phố Hồng Phong, nơi công tác, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn. 6. Họ và tên Phạm Thị Quyên, ngày tháng năm sinh 27 tháng 11 năm 1995, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn. Nơi ở hiện nay, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn. Trình độ giáo dục phổ thông, 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học An ninh Nhân dân, chuyên ngành trinh sát, phản gián. Học hàm học vị 0, lý luận chính trị, trung cấp, ngoại ngữ TOEIC 450. Nghề nghiệp chức vụ, công an, cán bộ đội tổng hợp công an thị xã Nghi Sơn. Nơi công tác, công an thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng 17 tháng 12 năm 2015. 7. Họ và tên Lê Đăng Thương, ngày tháng năm sinh, mùng 2 tháng 9 năm 1978, giới tính nam,
quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 bổ túc, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành cử nhân kinh tế, học hàm học vị Không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B, nghề nghiệp chức vụ cán bộ bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Định Hải, nơi công tác xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn. Ngày vào Đảng mùng 5 tháng 9 năm 1998. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Định Hải nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã trong danh sách này là 7 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là 4 người. Đơn vị bầu cử số 5 gồm xã Hải Nhân, phường Nguyên Bình, xã Hải Yến. 1. Họ và tên Lê Thị Hải, ngày tháng năm sinh 26 tháng 9 năm 1978, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành tâm lý giáo dục, học hàm học vị Không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ tiếng Anh bằng B, nghề nghiệp chức vụ công chức chuyên viên ban tuyên giáo, nơi công tác thị ủy Nghi Sơn. Ngày vào Đảng 23 tháng 11 năm 2006. 2. Họ và tên Lê Thị Kim Hằng, ngày tháng năm sinh 13 tháng 8 năm 1980, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, nơi ở hiện nay xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân chuyên ngành triết học, học hàm học vị thạc sĩ lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B1, nghề nghiệp chức vụ công chức trưởng ban tuyên giáo thị ủy, trưởng ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân thị xã, nơi công tác thị ủy Nghi Sơn. Ngày vào Đảng 20 tháng 10 năm 2006, là đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. 3. Họ và tên Hà Văn Nguyện, ngày tháng năm sinh 16 tháng 12 năm 1966, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 10/10 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành kế toán, học hàm học vị Không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ Không, nghề nghiệp chức vụ công chức tài chính kế toán, nơi công tác Ủy ban nhân dân xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn. Ngày vào Đảng 23 tháng 4 năm 2000. 4. Họ và tên Nguyễn Thị Sen, ngày tháng năm sinh 21 tháng 8 năm 1975, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành tiểu học, học hàm học vị Không, lý luận chính trị Không, ngoại ngữ tiếng Anh B1, nghề nghiệp chức vụ viên chức giáo viên, nơi công tác trường tiểu học Xuân Lâm. Ngày vào Đảng 23 tháng 8 năm 2004. 5. Họ và tên Mai Xuân Thắng, ngày tháng năm sinh mùng 9 tháng 11 năm 1980, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, học hàm học vị Không, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ tiếng Anh bằng B, nghề nghiệp chức vụ cán bộ công chức phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Nhân, nơi công tác Ủy ban nhân dân xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn. Ngày vào Đảng mùng 1 tháng 4 năm 2004, là đại biểu hội đồng nhân dân xã Hải Nhân nhiệm kỳ 2016-2021. 6. Họ và tên Bùi Tuấn Tự, ngày tháng năm sinh 15 tháng 9 năm 1977, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không,
quê quán, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, học hàm học vị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh B1, nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, thủ trưởng cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, nơi công tác, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng, 19 tháng 5 năm 2002, là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tĩnh Gia, nhiệm kỳ 2011-2016, thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021. 7. Họ và tên Lê Văn Vân, ngày tháng năm sinh, mùng 10 tháng 9 năm 1962, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, xã Chiêu Dương, huyện Tĩnh Gia, nay là phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, nơi ở hiện nay, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, trình độ giáo dục phổ thông 10 trên 10 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ, trường sĩ quan chính trị quân sự, chuyên ngành xây dựng đảng và củng cố chính quyền nhà nước, học hàm học vị Không, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh bằng A, nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên ban thường vụ, thường trực Hội cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn, nơi công tác, Hội cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn. Ngày vào đảng, 19 tháng 11 năm 1985, là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tĩnh Gia, nhiệm kỳ 2011-2016. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã trong danh sách này là 7 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là 4 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.